Hello, xin chào tất cả anh em nha. Đã đến với kênh mình ha. Thì mình lại có clip quay cho anh em xem coi giải trí nha nè. Thì em mình nó mới vừa nhận một cái con máy Rabbit 72 đời mới làm dạng cầu nha anh em. Có Thì con này thì nội thất thì cũng hình thức thì cũng ok. Có số cái thì mình chia sẻ với anh em thôi ha. Cũng mới nhận xong này, khui ra coi kiểm tra nòng có đúng phải 72 không. Thấy cái nòng sắt nó quá dày à. Thì mình sẽ nói từng cái cho em coi. Thứ nhất là ổ khóa ha. Lô. Khóa này rất là mau hư nha anh em. Mình có mới xài ổ khóa này rồi. Thì chạy thời gian xúc mất tiêu chìa khóa ha. Mình cũng bị rồi. Mình được cái hai chìa thôi. Khóa này thì không có bền. Khóa lô á. Bán ngày ở ngoài ngoài có bán nhưng mà cũng tùy nữa. Thì hồi nãy mới về mới khui ra thì nó cứng ngắc anh em. Lăn cái cốt máy lăn không được. Thì sau một hồi em mình nó làm á thì nó đã lăn được rồi ha. Thì đạn nó kêu rất khá, cũng khá là lớn á, kêu gồ gồ gồ. Thì anh em nhìn nè, anh em thấy cái cọng bạc nó xét không ha. Bây giờ bugi luôn, coi bugi cho dễ. Nằm bê tông thì còn ok mà nói chung là nó bị Đây xét. là xét này, nó đã lên tới đầu bugi rồi nè, Xét đạn. nó xung quanh đây nè, xét đạn á. Thì máy này chạy nó kêu nha nè. Thì có thể là chạy một thời gian sẽ hết kêu, hoặc là chạy một thời gian sẽ kêu lớn hơn rất nhiều ha. Thì đó thì cũng hên xui thôi, nào mình nói thẳng là bạc nó xét ha, hai cộng xét à. Dặn kia lắc kêu gồ gồ nè. Kêu đâu điệp vài tiếng nghe thử coi, nghe tiếng gồ đạn coi. Cái này nó bị sập bên trên mép đây. Có tàu xước hả? Xước trong. Anh em nghe tiếng gồ đạn không? Tiếng chạch chạch của bùi nó bắn lửa nữa. Thì con này là kêu đạn nha nè. Bạc chứ Bạc nó xét luôn. À, nó dính này, cỡ ghi rồi, cắt. Cục bi xe này nó có điểm đặc biệt là cái nền nhựa này nó mềm nha anh em, bấm nó thụng thụng vô nè. Mình sẵn chú ý cho anh em cái việc này. Cục bi xe này có cục bi xe lô nữa nha anh em. Có nghĩa là cục bi xe người ta đúc lại á, có nghĩa là nó giống y chang gì nè, mà người ta đổ lại anh em nhìn nhìn cái mặt này là biết cục bi xe zin hay lô liền à. Cục bi xe nó chạy cực kỳ phá máy nha. Em cẩn thận cục bi xe đó, tại mình cũng có cục bi xe giống vậy nên mình biết, mình quăng nó quăng bên này, không có xài nữa. Hoặc là anh em độ lên đi xe xe máy hoặc là đi xe đúng đi xe zin ha, còn đi xe lô nó phá máy nha anh em. Thì lửa nó vẫn mạnh dữ lắm nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái chuẩn của nó, nếu như nó lố quá thì dùng khi lại nó hại cái máy lại ha. Thì cái con này thì cái bô nó cũng khá là đẹp á, mình thích cái bô loại bô này nè. Cái ống nước nó nằm đây ha, nó không có nằm ở trên đây, mỗi đời dòng khi nó làm khác nhau xíu. Thì về hình thức thì con này cũng như anh em thấy cũng còn được chứ không gọi là long lanh nha, con này chỉ là coi đẹp thôi nha. Long lanh là nó khác xa lắm. Con này con vàng, con trắng, con vàng, con trắng gì Long lanh á là anh em phải dò nguyên cái nhãn đầu bò này nè, nó phải vàng từng con luôn nha. Cái này thì nó có vàng nhưng mà nó cũng có bay màu rồi. Thì như mấy ốc này nó không đẹp nè, mấy ốc này có thể xét người ta thay rồi không chừng nữa. Mà có dấu dặn không, ốc này có dấu dặn nè, tức là ốc này nó có thể nó xét rồi à. Tại vì mặt trên này nè thì mặt này rất là dễ dơ á, rồi có thể người ta đã thay con khác vô. Mấy ốc con này xét luôn luôn hả? Mấy ốc này cũng bị bay màu chứ nó cũng gỉ nhẹ rồi, có nghĩa là ốc này nó xét quá ta thay á, nhưng có dấu dặn là biết rồi. Thì thường thì mình sẽ nhận con máy mình sẽ quay cho anh em coi máy của khách, sau đó mình quay trước khi mình làm nó dễ để có gì đó rồi khỏi khỏi mít lộn nhau mất công, cái đó là điều tất nhiên thôi. Lần trước mình cũng quay cho anh em đó, thì lần trước thì mình nhận con máy đó xong thì sau này chắc cũng không nhận nữa đâu, chỉ nhận con máy nhỏ 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 thôi, hoặc là máy nhà của mình á thì mình mới nhận thôi á, còn máy của khách thì mình không có nhận, không nhận làm gì cậu. Thì con máy này đời mới, bình xăng khác xíu anh em, Mai Kuni Made in Japan ha. Bình xăng này 4 ốc, bình xăng này cầm nó khá là nhẹ, còn bình xăng đời cũ thì nó làm bằng mon nó nặng hơn, cầm nó cũng khá là bình này cầm chắc tay hơn á. Bình này chạy trên chữa cháy thì ngon nha anh em, nhưng mà đặt xuống sông thì dục. Còn nếu anh em chấp nhận thì anh em cứ vừa chạy vừa hứng xăng á, nó chảy ra ngoài á, mình biết nó bị gì mình đâu có xài đâu. Ô, mua bên sườn rồi cũng còn ngon, bu ri thì cũng còn được, nhưng mà con này là bị kêu đạn rồi, không biết thời gian có hết không. Mình nghĩ là thời gian không hết đâu nè, thường thường nó bị thêm thôi mà, chỉ có còn có nước là thay đạn thôi nó mới hết, tại đạn nó đã xét rồi, nó xét rồi anh em biết. Vừa cái nếu anh em nào mà xài bên máy móc đồ này kia là biết đạn nó đã xét rồi, tức là nó bị nhầm đạn, đạn nó bị gỗ đạn á, gỗ đạn thì ngày thì nó mòn thêm thôi chứ không thì sao mà nó đắp vô được, thì sẽ kêu lớn hơn thôi, nó không có bớt được đâu. Cũng nhầm khi hên xui nhưng mà khả năng là bị nặng hơn là cao hơn hơn là nó hết.
Tại vì đạn này xét rồi, lúc mới đem ra em mình giật cứng ngắc, tính đâu có chuyện tới nữa rồi. Sau một hồi xoay sở thì nó đã lăn được. Với một cái mình làm cho hai anh em mình chế giới, cái là cái nòng quá dày, tưởng nó 68 ly không, lấy thọt thước gì đo thử nữa nè. Vẫn đủ 72. Thì con này đúng 72 á, không phải 68. Tại 68 cũng có dòng giống như vậy. Mình cũng đã từng gặp rồi ha. Những con máy này thì nó thì cái đời mới hơn thôi, lốc nó cũng khác chút đỉnh, nhưng mà chung quy thì cái khuôn vẫn giống thôi, anh em làm nhằn cầu giống nhau. Nòng cũng khác chút đỉnh, như có cái này nè, cái ron này ha. Con thép. Thép có dặn hai lớp mủ ngoài, nó ít chống tẹt. Ừ, không tẹt được. Với lại nó có cái đầu nước này nữa nè. Thì em mình nó nhận làm dàn cầu con này ha, mình quay sơ lược cho anh em câu vậy. Con này thì không biết, chỉ phát hiện mấy cái cơ bản thôi. Này có thọt chì phá vô dặn sơ sơ mà không đáng kể. Với một cái nữa nè, thà anh em mua những con máy á trẻ lốc luôn cũng được, nhưng mà mình cần biết người ta làm cái gì trong con máy đó là anh em biết được là được rồi. Ví dụ như thay phốt này nè, thay đạn nè, con này nếu kỹ thì phải thay đạn nè, trẻ lốc phải thay đạn, không thay đạn là cho nó kêu rất là khó chịu, nó kêu cái tiếng máy nó nghe nó bực bội lắm, tại mình từng bị những con máy đó rồi. Nên những con máy gọi là máy chiến của mình á, trừ những con máy gọi là long lanh ra nha, thì những con máy cũ cũ á là phải trẻ lốc hết, thay đạn với thay phốt này nè. Không thôi chạy một thời gian nó bay cái phốt này ra ngoài nha anh em, cái phốt này nó bay ra ngoài này nè, chạy con máy một à, anh em không biết cái chạy hoài là banh luôn, gãy bạc. Còn một thời gian nữa thì nó bị sứt cái phốt trước này ha. Những con máy mà gọi là đời cũ á là nó cũng tùy đời nữa. Con đời sau như đỡ rồi. Con đời sau này thì nó đỡ, như con này là nó đỡ, là nó không bị hư cái phốt này, mà cái con đời trước á chạy thời gian nó sứt cái phốt này ra luôn. Tại mình cũng có ông anh ông bên anh Công ở Vĩnh Long hả à? À, có anh em có cái con Gabit 76 á, anh chạy nó sứt cái phốt sau này nè, cái thời gian cái mình cảm anh nói sau cái buồn nhớt nó xịt nhớt ra thì mình nói là sứt cái phốt trước rồi, bây giờ không biết anh xử lý làm sao, không biết, mình nghĩ là nguyên nhân là nó vậy. Thì chạy thời gian là cái phốt á nó bay ra ngoài á, anh em cứ coi chừng chạy, anh em không biết là cứ chạy tiếp tục là nó phá banh cái máy luôn. Hỏi tại sao cái máy chạy nó không bền, đó do mình thôi, như mình là thợ mình máy mình là chạy không có vụ trục trặc này kia đâu, hầu như là hiếm đó. Thì mấy anh em theo dõi kênh mình cũng biết mình chạy Gabit 72 vàng vàng hoài đó, thì giống con đời giống con này nè, nhưng cái máy mình thì cái chụp bugi này nè, nó khác cái đó là bí mật bên mình thôi, mình biết, có thể là thợ tôi cũng biết, chứ anh em thay lạng hoạn chạy là hư mau qua mau banh máy đó. Với đặc biệt nữa là đi dưới cục IC mà cục silo nè, không có chừng. Tại mình hồi đó mình cũng mới vô, mình cũng không gành về vấn đề này, rồi sau này mình mới hiểu, à thì ra là như vậy, thì mới bị cái những trường hợp đó mà biết. Cái ổ phá này thì cái ổ phá này anh em, nếu anh em xài trên chữa cháy á thì nó ok, mà anh em xài mà trên chạy vui tôm này coi chừng, cái ổ phá này nó dở nha, nó thẳng là nó dở, tại mình có xài rồi mình biết thôi chứ gì. Còn mình mua ổ phá chìa kia, ổ phá kia nó bằng kim loại, nó không có hư nha anh em, ổ phá đó rất là tốt. Giá này cũng trên lệch này không có nhiều đâu, thả nó tốt là được rồi. Còn ổ phá nhìn cái chìa nó bằng nhựa thấy hơi quế quế nè, nhìn như vậy nè. Thì cái ổ phá này bằng nhựa giống giống tổ su chứ, thì cũng phải có nguyên nhân ta mới thay cái chìa phá này vô ha. Thì nãy mình có điện cho chủ máy rồi, chủ người mua máy này nè, thì người ta nói chắc bỏ khóa này chế lại hai con công tắc rồi, tắt tắt máy, tắt mở máy, đề với tắt máy á, giống như máy vàng mình xài vậy đó. Thì máy vàng mình đề hai công tắc, hai tắt zin nha, của mấy con đề cao nó sẽ xài hai công tắc chà bá vậy đó. Con này thì bích tông thì đẹp, cái nào mình nói đẹp là mình nói đẹp thôi, chứ còn không đẹp thì nó không đẹp thôi. Đạn nó kêu gồ gồ, thấy cũng hơi mệt mệt mình nè, chạy nó cũng chắc nó hơi gồ. Cái này thì mình cũng hy vọng là nếu như mình chạy một thời gian, mình hy vọng là cái nhớt nó sẽ bâu trơn được đạn, có thể nó sẽ bớt kêu, nó bớt thôi nha, chứ nó cũng hết nha. Chỉ có anh em thay nó mới chắc ăn nó mới hết thôi. Tại mình có mấy con máy mình làm là đạn nó gồ, khi cũng phải thay, nó tháo cái thay đạn cho chắc. Cái dòng hai thì mình nó đơn giản, nó phải như bốn thì nè, trong buồng dê nó chả có gì, anh em tháo gỡ, anh em chẻ gáp gì cũng bình thường, nó cũng ảnh hưởng gì tới công suất hết trơn. Anh em đừng quan tâm cái chuyện máy nó zin hay không, mình thì thích con máy mà không zin, lần sau là trẻ ra rồi làm lại chắc ăn hơn là chạy con máy nguyên si mà đã mười mấy năm nay không đụng địa, không biết nó hư cái gì chứ. Và đặc biệt là phốt với đạn đó, giả sử như mình lấy cái ví dụ như vậy đi, thì bây giờ có một con máy mà nó zin mà anh em lắc cái cốt này nè, nó kêu cục kịch, tức là nó rơ đạn này nè, nên cái này em có dám chạy không? Với một con máy cũng là con máy vậy, thì nó bị gơ đạn, người ta thợ người ta tháo ra, ta thay phốt, thay đạn mới, kiểm tra phốt, thay phốt mới, lưu dụng gì
anh em chịu con nào hơn. Một con là còn zin đó, kêu cục kịch vậy đó. Còn con thì ta thay rồi chạy im ru, lăn không có tiêu tiếng gồ gồ chứ. Anh em chọn con nào? Nếu là mình thì tất nhiên phải chọn con thay rồi chứ, mắc gì sẽ chọn con zin kia làm chi? Nó đang bị hư mà chắc chắn phải cần phải sửa. Lắc mà cái cốt này kêu cục kịch rồi chạy thời gian rồi coi chừng. Nó không xé bành cái máy mới sợ. Nó gơ chỗ này thì còn đỡ nè, nhưng mà nó gơ đằng vô lăng này còn mệt nữa. Lúc đó nó sẽ có chuyện nó phá thêm thôi. Em chạy không an toàn. Có cái thùng mốp cũng khá là đồ sộ anh em. Lần trước mình ăn con máy kia cũng có thùng mốp ế xịn vậy nè. Thùng mốp này cũng bự à, khá là bự. Những con máy này thì bỏ vô cái thùng này thì rất là ok rồi. Nhưng mà vận chuyển thì nó hay lúc lắc. Con máy này mình chỉ kết cái bô nữa thôi. Bô này còn đẹp quá. Cái bô này thì còn như nước sơn còn zin anh em, không có sơn lại. Bô này tốt á, đẹp á, mình cũng thích bô này, bô đẹp. Mà do vận chuyển nó cò vô thùng mốp nè, để một lần nó mắc nước sơn hết lỗ nè. Thì con này thì chắc mình cũng không có vệ sinh lại đâu, em mình cũng vậy, máy còn khá dơ nha nè, trong góc cạnh còn dơ lắm, anh em thấy không? Thì mấy cái này thì mình rửa sạch hết, còn máy mình thì mình làm, còn máy khách thì mình chỉ làm nhà cầu thôi. Còn cái phần đó thì chủ máy sẽ làm phần đó, hoặc nếu có yêu cầu gì đó thì làm thêm thôi. Mình không có tài lanh. Không có tài lanh vô đó. Gì đề ha, gì mà mát đề nè. Dây cực cộng đề nè. IC á, dây điện thì cắt nối bóng bằng keo. Mình thì dắt không sẽ dắt hết. Mình không có nối kiểu này. Hầu như là cái máy mình gặp miếng băng keo hơi khó. Chỉ có mình băng keo này chỉ sử dụng mình quấn ở mình minh thôi, chứ còn những cái mối điện không bao giờ mình chơi cái kiểu này. Mình chỉ cắm dắt thôi, đang khi có gì đó mình còn rút cho nó lẹ. Chứ không gì. Nói chung tùy cái tính cách của mỗi người khác nhau thì anh em mình sẽ có cái xử lý đối với công việc khác nhau thôi. Cái này hồi nãy mình dễ hiểu lầm nhất là cái nòng anh em. Cái nòng này cái lớp sắt nó rất là dày, con này nòng sắt nha. 72 thì là nòng sắt á, không có nòng kiến đâu. Theo mình biết là không có nòng kiến. Thì mình dòm vô mình tưởng 68 không anh em. Bắt buộc lấy cái thước điện tử rồi đo thử, đo được 71,6 ly tức là nòng 72 đó. Thì bê tông phải nhỏ cái nòng xíu. Mà nó bót cứ ngắt sao chạy. Con này kêu SSS. Cái nó lật luôn rồi. Hơi gồ đạn này. Rồi cái bê tông trên kia mình chưa xem được coi nó có bị sét bạc hay không. Sét luôn rồi. Sét rồi. Sét trơn luôn. Bởi vì nãy mới giật cứng ngắc. Nãy nay mình mới khui ra giật cứng ngắc nha nè. Tưởng đâu cái gì tới thì ai về đâu đạn nó bị cái khả năng này chắc phải thay đạn chắc cứu rồi thay đạn nãy dính bạc á. Nhưng mà xét trong bạc đạn nó mới lên, bọn bạc mới xét trong bạc thường thường đâu xét được, tại nhớt nằm đó mà sao xét, chỉ có đạn nó mới lên thôi. Nói vụ đó mình nhớ lại vụ này nè, thì lúc trước mình có làm con 72 cho anh kia, 7268 mình cũng quên rồi, là mình dòm vô cái nòng ha, nó xét còn bằng kinh khủng luôn, là cái bạc đạn dưới đây nè. Nó xét dữ lắm luôn rồi. Rồi mình chạy một hơi nó xì ba cái xét ra đường cái post này nè. Mình dòm nó rồi, máy này chẻ lóc cái chắc. Lắc cái cốt cục kịch nó kêu gồ gồ. Cái tiếng garanti nó, cái tiếng đạn nó gồ còn lớn hơn tiếng bô nha nè. Anh em nạt lên thì tiếng bô có thể nó lắng được, nhưng mà nạt lên cái đạn nó vẫn qué lớn hơn. Thì cái đó là mấy cái máy mà nó phải chắc bắt buộc phải chẻ lóc. Phải thay đạn mới được, không thay không được. Rồi, con này thì em mình sẽ nhận làm dàn cầu ha, theo yêu cầu của khách. Còn mình thì cũng có làm dàn cầu, nhưng mà máy nhà mình mới làm thôi, máy khách cũng ít ha. Có số con mình cũng có làm như EC17, Toshu V20 này kia, mình cũng có làm. Tại con đó nhỏ gọn, anh em gửi bưu điện thì được, còn những con bự như thế này, anh em gửi nhà bưu điện khá là khó. Nó khó, không phải nó khó gì gửi, mà khó mình vận chuyển đi nữa nè, nó nhiều cái khó lắm. Rồi gom lại mình không có nhận là gì. Nói chung máy nhà mình sẽ ưu tiên ha. Còn máy khách thì cũng ít ha. Đây, thì đây là cái clip
gọi là review con máy em mình nó nhận dàn cầu, sẵn có quay cái clip ngắn cho anh em xem giải trí, với lại cũng chia sẻ một số vấn đề liên quan đến đạn hot này kia. Anh em mua máy này phải cầu ví dụ đó. Ngoài nòng bạc bê tông ra thì ba cái đó thì nó quan trọng nhất, nhưng còn một cái quan trọng, dù cái nòng bê tông nó đẹp mà không có cái hot nó cũng không chạy được đâu, bảo đảm. Tại mình mới gặp cái con mình cũng nhận làm cho khách nè, con Shibora TF15 này nè, không biết hình như con này như có bay Zalo rồi nè, quay cho anh em coi. Thì con này đơn giản thôi, bị cái phốt nè, thợ hay chủ máy gì cũng biết là làm ẩu rồi không để ý, rồi làm không có cái phốt của nó, rồi nó không giữ hơi, nó đâu chạy đâu giật. Rồi anh chủ máy anh nhắn là anh ơi sao máy em xăng lửa đầy đủ mà không nổ. Thật ra mình nghe câu đó mình biết nó biết bị bệnh gì rồi, nó phải có liên quan đến phốt rồi mình biết. Cái này cũng chia sẻ anh em thôi, con này chạy ok nè, thì đang đợi mình xăng con về gấp vô nó nè, với đấu lại với đề cho khách, đề cho khách. Tại con này có cái đề nữa nè, cục đề nhìn khá là thấy cưng chút xíu à, đề cái cục đề xem đa anh em, có bự nha, mà cái lốc này nhìn rất là nhỏ luôn, đơn giản à. Vậy lan mang con này xíu à, thì con này đã nổ rồi ha, mình làm xong rồi, chỉ còn đợi mình xăng con về bập vô cái nữa, rồi đấu đề sạc cho khách một cái lên ổ khóa này kia đó. Thì con này bắt buộc anh em có đề phải xài ổ khóa chứ không xài sao được. Hiện hôm anh kia cũng hỏi mình khoảng đó. Rồi, lan mang clip mình cũng khá dài đó. Rồi, xin kết thúc clip mình tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các clip tiếp theo.